Lan xin chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Lại quay trở về với kênh Vương Lan, cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay trời nắng đẹp lắm luôn ông bà, cô chú. Anh họ của Bảo Sinh á, dẫn Lan đi gặp một người bạn của ảnh nè. Nghe nói là gia đình này muốn gặp Lan để ngỏ ý gì đó. Bây giờ ông bà, cô chú, anh chị á, cùng đi theo Lan nha. Ôi ơi, đi vô sâu lắm luôn á ông bà, cô chú. Cái gì vậy? Phá sản. Trên cây sư phá sản luôn. Bởi vì siêu siêu tao nó cây chi sản đó điểm mà. Cô này á, cô có một người con trai ly hôn rồi, có một đứa con riêng. Cô muốn tìm vợ Việt Nam cho con trai mình nè. Bây giờ mình tìm hiểu xem là gia đình cô á yêu cầu như thế nào nha. Thật sự mà nói thì Bảo Sinh á, từ nào tới giờ ảnh rất là tốt. Ai mà hỏi ảnh là cưới vợ Việt bao nhiêu, ảnh đều chia sẻ rất là rõ ràng. Tuy là ảnh lúc trước á, không có cho tiền lai sinh lễ, anh cũng chia sẻ là phải cần có nhà, có xe, phải có tiền sinh lễ để giữ sĩ diện cho con gái Việt Nam mình. Nếu như mà cô này qua trung gian á, để mà cưới vợ Việt Nam thì cô ấy á, phải tốn ít nhất á, là 15 tới 16 vạn đó ông bà cô chú. Tiền Việt Nam á, thì cũng phải mất từ 6 tới 700 triệu. Nhìn tài liệu ở dù tôi chịu khuôn lò mà. Chịu được rồi, chứ là hai cái hai cái tài là một cái hai Hả? Chịu được rồi, hai cái tài là cái xã hội. Hai cái tài là Vũ Hàn đà công. À, thì sẽ cháu có dưới này nghỉ hại cả hoa này giáo sử sử mấy à? Hả? Tài bán giàu sử mấy à đi. Yêu cầu gì? Yêu cầu gì? Mấy cái gì anh đi không? Mấy cái xã hội đó. Người Trung Quốc ở bên này nè, người ta rất là sợ gánh nặng. Thương yêu nhau thật lòng thì người ta mới chấp nhận là vợ chồng có con riêng. Cô thì cô làm thuê ở trong trại gà. Bây giờ nè, cô rủ Lan đi qua nhà cô chơi cho biết. Chứ Lan thì không có làm mai nha ông bà cô chú. Thấy người ta hiếu khách đó, thì mình cũng mến. Chứ Lan thì Lan không có làm mai nha ông bà cô chú. Người xưa để lại câu này: trên đời có bốn cái ngu, là mai lãnh nợ, gác cô cầm chầu. Họ sống tốt thì không nói gì, lỡ có gì thì trách nhiệm đổ hết lên người mình. Cho nên là Lan không nhận làm mai nha ông bà cô chú. Cũng như Lan nói với cả nhà rồi đó, ở bên Trung Quốc này á, người ta giàu có thật sự, người ta sẽ không có tìm đến lấy vợ nước ngoài. Chỉ có những gia đình phổ thông hoặc là người ta khó lấy vợ ở trong nông thôn gì đó thì người ta mới tìm qua mai mối thôi. Chứ còn con trai thành phố á, thì ít có khi nào muốn lấy vợ nước ngoài lắm ông bà cô chú. Và ở Trung Quốc thì còn rất là nhiều người, họ còn có cái suy nghĩ là đi mua vợ đó cả nhà.
Đi với anh họ xong á, bây giờ Lan đi về nè. Lan thì Lan không có muốn đi đâu. Lan sợ anh họ mất mặt, cho nên là Lan mới đi cùng. Bà xin. Hi, xin chào bà cô chú. Chú xã đang làm gì? Xô chào ra chứ. Chứ tôi không bán á. Bên thì Lan phụ bổ sinh trộn hồ, rồi đưa hồ lên cho anh xây. Còn thời gian rảnh thì Lan đi dọn cây đám cỏ ngoài này. Đây là một cây luống rau mà nhà nước phát cho gia đình Lan cũng lâu rồi, do không có trồng nữa, cho nên là để lại cho dì hàng xóm. Năm nay dì trồng hoa cải, nhưng mà trồng ở đây thì không có được tốt, cho nên là dì bảo Lan dọn sạch sẽ đi, rồi Lan trồng lại cây khác. Lan còn ở đây cả tháng nữa mà, cho nên là kệ, trồng được cả cái gì thì trồng, khi nào về thành phố á, thì mình bứng về ông bà cô chú. Dọn xong đám cỏ thì Lan quay vào, lựa thêm một ít gạch đó ông bà cô chú. Cái nào á, mình đập ra được á, thì mình lấy lên mình xài. Còn cái nào đập không được á, thì mình bỏ. Mỗi ngày công việc ở nhà Lan nhiều lắm, không làm thì thôi mà làm thì không hết. Làm xong á, thì chiều lại Lan với Bảo Sinh á, đi lấy hàng. Mấy năm về trước á, đi lấy bưu kiện rất là xa. Nhưng 2 năm gần đây á, thì đi lấy bưu kiện gần rồi ông bà cô chú. Lúc trước á, thì Lan phải đi ra tới thị trấn mới lấy được. Còn hiện tại á, thì mình ra tới cái chợ nhỏ ngoài này là có rồi. Cách chỗ của Lan á, chỉ khoảng 10 cây số thôi ông bà cô chú. Còn ra thị trấn á, thì khoảng 30 cây. Thua tao chỉ đi trả rồi, tao thở công ty tao, tao sang tiền rồi. Không có bảo bèo. Những cái sạp ở đầu làng á, thì chắc chiều họ không có bán thịt, chẳng đi ra ngoài chợ nhỏ lấy bu cục đó cả nhà. Làng ghé Làng mua một miếng sườn. Bây giờ thì Làng lo nấu bữa cơm tối nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khai học là mấy không? Mấy khai nhiều điều. Mua cái bịch này nè, về nấu cho nó nhanh. Không phải nấu cà chua, me hay là cái gì cả. Mình bỏ cái bịch này vô là nấu nó ok rồi. Nó rất là tiện một cô chú. Trong cái bịch nguyên liệu này á, người ta chỉ rất là đơn giản. Luộc sơ thịt, xào sơ qua, rồi đổ túi nguyên liệu vào, cho thịt săn, đổ nước nhiều vào, nấu cho đến khi nào sắc xuống là ăn được. Cái món này là nghĩ là dễ làm nhất dưới làng đó nha. Hả? Hôm nay thì nhà em ăn ngon. Cá xào của Bảo Sinh nè, bà cô chú. Chưa có hồ chưa? Cá lóc, rồi thịt xương. Nay Lan có mua một miếng thịt á, xong cái là xào chua ngọt không bà cô chú. Với lại là cải bó xôi, xào, tỏi. Không. Mày ăn bà cô chú ăn cơm. Mày ăn bà cô chú ăn cơm. Hôm nay nè, Bảo Sinh làm cho tới tối luôn. Do còn ít hồ á, mình mà không làm thì hồ nó cứng. Bây giờ là 7 giờ mới ăn cơm đó cả nhà. Ôi qua. Rồi. Nè, chơi ra. Tôi là chơi quay đi. Có quả nè. Nên cầu trước mọi người. Lan mời ông và cô chú ăn cơm với gia đình Lan nha. Mít quá đi lấy cho ông. Ngon. Không chứ. Đi chưa xịu hả? Chú rồi, cái phải cũng chưa tin mà hả? Có ớt rồi ông và cô chú. Bảo Sinh thích nhất là ăn cái món đó là sườn xào chua ngọt của Lan nè. Xào chấm nước tương, ớt. Bảo Sinh xào xào tỏi. Hả bà sư ra. Hả sư. Ê, chứ gì hổng dụng. Chả chả, lên chân à. Mày chứa hả sư chứa hả? Khai xài cánh nhỉ. Chứa gì. Này, chứa cái món hả sư này tiên. Ừ, hãy chơi. Tao quay ha. Ừ. Xin lỗi, mở ra quay, chơi. Ừ. Ngon. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Bữa nay làm mệt lắm rồi cô chú. Giờ này ăn cũng dễ. Ừ. Hôm nay là yêu sư lại gọi, tốt nhất. Ừ. Làm. Nó rất là đẹp. Rất khởi dầu cảnh chứ. Ừ. Ủa chứ giờ này sáng nó bố sửa hoa sư son quay lại. Ừ. Ủa tôi khởi dầu bác. Ok. Mấy lần thì cơm á, Lan thường nấu buổi trưa. Do mấy hôm hai bà cháu tiểu Huệ về còn đồ ăn nhiều á, cho nên là buổi trưa Lan ăn đồ ăn thừa. Tối lại thì mới nấu. Lúc trước thì Bảo Sinh rất là ít ăn đồ ăn Việt Nam mình. Nhưng hiện tại thì anh ăn được rất là nhiều món Việt. Lan cũng rất là vui luôn ông bà cô chú. Chứ lúc trước mỗi lần Lan nấu đồ ăn Việt Nam ra thì Lan ăn chỉ có một mình à. Lúc đó công nhận mà nói Lan tủi thân cực kỳ luôn. Lúc mà Lan chưa làm YouTube nha, bà nội Tư Huệ không ăn món Việt. Bảo Sinh cũng không ăn món Việt. Cộng thêm là bà nội Tư Huệ tiết kiệm nữa. Cho nên là Lan rất là ít nấu. Rồi cộng thêm nấu ra chỉ có một mình ăn á. Cho nên là cũng buồn. Nhờ có ông bà cô chú anh chị mà Lan mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Lan rất là vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Video của Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi.
Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Hẹn cả nhà gặp lại ở những lần quay video tiếp theo nè. Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều.